Tính đến nay, tỉnh Hưng Yên chưa ghi nhận trường hợp nào bị nhiễm COVID-19. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh những ngày qua, người dân Hưng Yên đã tích cực nâng cao các biện pháp phòng dịch, song không hoang mang, bình tĩnh cùng cả nước phòng chống dịch bệnh. Ngay sau khi công bố ca nhiễm bệnh thứ 17 tại Hà Nội, lượng khách hàng đến cửa hàng cung cấp lương thực của bà Vũ Thị Hải tại thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ đã tăng lên gấp 2 đến 3 lần, nhưng không có hiện tượng tranh nhau đổ xô mua sắm để tích trữ. Mấy ngày nay là dân cũng đến đong gạo nhiều, nhưng mà tôi bán thôi bảo là thôi, việc gì phải đong nhiều, cứ đong từ từ thôi. Thực tế thì nguồn cung của chúng tôi thì là đầy gạo, đầy thóc, không việc gì phải lo. Tại một số chợ dân sinh như ở chợ Gạo, chợ Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, chợ Chiều, chợ Ché, huyện Tiên Lữ, các mặt hàng thiết yếu như mì, gạo, rau các loại vẫn luôn dồi dào, đảm bảo nguồn cung. Người dân khi đến chợ vẫn mua bán theo nhu cầu sử dụng như thường nhật. Hôm nay em chỉ đi chợ mua thức ăn như hàng ngày mình mua thôi ạ, chứ không có nhu cầu là đi tích trữ để làm hoang mang như mọi người nghĩ hay loáy trên mạng. Chủ yếu là cái ý thức của mình trong quá trình sinh hoạt hoặc vệ sinh tay chân hàng ngày ấy, hoặc là mình quá trình mình chế biến thức ăn mình cũng cẩn thận hơn bình thường một chút thì sẽ an toàn, chứ không mang ý nghĩa là mình đi mình tức lương thực để phòng bệnh, không ra ngoài hạn chế, mình vẫn đi được ra ngoài bình thường để mình có thể mua được thức ăn tươi ngon ăn hàng ngày bình thường ạ. Ngoài ra, tác động của dịch bệnh COVID-19 cũng làm cho thị trường các thiết bị y tế như khẩu trang y tế, máy đo thân nhiệt điện tử khan hiếm và tăng giá. Tuy nhiên, tại một số hiệu thuốc, cửa hàng vật tư y tế, các biện pháp thay thế cũng được ngành y tế và người dân sử dụng để đảm bảo công tác phòng dịch. Thực ra là cái máy đo thân nhiệt bây giờ là giá thành nó rất là cao, chỉ có thể bán bằng những cái nhiệt kế thủy ngân hoặc là cái nhiệt kế ozone ấy để theo dõi nhiệt độ hàng ngày. Còn đối với khẩu trang ấy thì bà con có thể yên tâm sử dụng khẩu trang vải giặt từ 10 đến 20 lần, kết hợp nhỏ tinh dầu tràm để kháng khuẩn trước khi mình có thể sử dụng. Sự chủ động của người dân các địa phương trong việc nắm bắt, chọn lọc thông tin chính thống về dịch bệnh, tránh hoang mang lo lắng và tâm lý bình tĩnh, tin tưởng vào sự chỉ đạo của các cấp, các ngành là biện pháp phòng dịch tối ưu và hiệu quả nhất hiện tại. Qua đó tạo niềm tin và động lực để Hưng Yên chung tay cùng với cả nước phòng chống dịch bệnh.